Mất 10 phút mỗi ngày nhưng trẻ hơn 10 năm chị em ạ. Bạn có bao giờ thắc mắc rằng tại sao phụ nữ Nhật Bản lại có làn da trẻ trung, căng mịn, trắng trẻo và ít nếp nhăn chưa? Thật đơn giản. Bí quyết của mọi phụ nữ Nhật Bản nằm ở phương pháp massage Tanaka. Tanaka là một phương pháp massage nổi tiếng của Nhật Bản, được nhiều phụ nữ nước này áp dụng giúp loại bỏ nếp nhăn, trẻ hóa da mặt, ngăn ngừa lão hóa, tăng cường sự đàn hồi săn chắc của lớp biểu bì dưới da mặt. Phương pháp này hoạt động theo cơ chế kích thích các tuyến bạch huyết, gián tiếp thanh lọc các độc tố và mỡ thừa trên khuôn mặt của chị em phụ nữ. Vì vậy, các tác dụng của nó mang đến cho chị em phụ nữ là rất tốt và không hề tốn kém. Massage Tanaka của Nhật Bản. Chỉ với 2 tuần thực hiện, mọi chị em đều có thể làm cho mình trẻ hơn đến 10 tuổi. Rất nhiều người thực hiện theo cách này và đã nhìn thấy được kết quả trong 2 tuần thực hiện. Bạn có thể thực hiện phương pháp này mà không cần dùng dầu massage. Tuy nhiên, nếu thích hãy cho một ít dầu ô liu hoặc dầu hạnh nhân vào tay để dễ dàng thực hiện hơn. Để hiệu quả toàn diện và nhanh chóng nhất, chị em nên thực hiện mỗi ngày. Chỉ mất 10 phút nhưng kết quả mang lại ngoài cả mong đợi. Dưới đây có 16 động tác massage mà chị em phụ nữ phải thực hiện trong một lần. Mỗi động tác lặp lại 3 lần.